Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay Mạnh lại tiếp tục nhận một cái công việc là công việc đi lái ngày các bạn ạ. Thì ngày ở đây thì họ trả là 500k một ngày. Đằng sau mình hôm nay mình sẽ lái con máy Mui Trần. Đây, con máy này là con máy Komatsu PC58. Ngày hôm nay là chỉ được 500 thôi các bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cái công việc làm ngày là làm những cái công việc gì nhá. Chính là Komatsu PC58 các bạn ạ. Thì ở đây là hôm qua là họ đã đổ ít chạc và họ sang thành một cái đường để đi vào này. Thì ở kia bây giờ là họ đang phá một cái nhà. Họ phá một cái nhà thì họ nhận được một cái ao ở đây. Thì ao ở đây họ đổ hết chạc vào đây, họ san vào, sau này họ sẽ đổ một lớp đất mỏng ở lên trên đây là để lấp cái ao này, để cho ở đây họ đang trồng hoa hồng này, rồi các cây cảnh này. Đây. Nhiệm vụ đây là phải lấp hết cái ao. Đây, đổ chạc này thì hơi bụi các bạn ạ. Thì bây giờ đây là cả một hết cái ao này. Thì bây giờ là chờ xe nó vào để đổ thì mình mới san thôi. Công việc cũng không có vất vả lắm, là xe đổ đâu mình san đấy. Cái nhiệm vụ đầu tiên là mình phải sửa hết cái đường này sao cho nó đẹp, nó ngon lành đi để cho xe nó đi vào. Ok, let's go, mời các bạn cùng lên máy và để xem nhé. Thì đây là nãy mình đã thăm dầu thăm mỡ rồi, bây giờ chỉ việc lên nổ máy và làm thôi. Ở đây là một cái địa hình các bạn này. Thì ở đây thì ô tô bây giờ họ sẽ đổ hết vào cái mép kia. Và cái nhiệm vụ của mình là sẽ phải sang những cái đống đất, những cái đống sạn đống đá này của ô tô nó đổ ra các bạn này. Ô tô đang đi vào những chỗ như này đổ này. Đây, ô tô đổ lên như thế này. Sạn này rất là bụi các bạn ạ. Sẽ đánh ra mình sẽ đánh máy vào nha.
Các bạn ạ, thì trong vòng ngày hôm nay thì mình đã sang khoảng hết rồi các bạn này. Đây, chạc đã hết các mí, các bờ này, cái kia đã xong hết rồi các bạn nhé. Vuông thành sát cạnh rồi. Bây giờ là mình sẽ rút máy để về làm nơi khác. Ok, video mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ dành tặng cho mình lượt like và đăng ký kênh, lượt chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ rút máy về. Mình sẽ san rút máy kia là mình về nhé. Đây, xong hết rồi các bạn này. Đấy, họ chỉ yêu cầu san thế này thôi.